Audio Jump. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Ngang đây nè. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một loại gạo, đó là gạo mầm. Trời ơi, bà Khui cầm cái dao này má ơi. Nè, thử ra Khui đi. Quay cái bụng ổn kìa. Bà học mấy giờ vô gạo mầm Vigiga 3. Thì loại gạo này dao bán lắm á, nhìn gắt trong. Người giới thiệu đó là cái loại này Ngang đây người bị tiểu đường. Thì ở ngoài vỏ hộp nó cũng có ghi là giúp ổn định đường huyết và bệnh nhân đái tháo đường, giúp thư giãn thần kinh và là khắc tinh của stress, giúp duy trì thể trọng và tránh béo phì. Nghe sơ sơ thì có vẻ các cái này nữa, các cái này gạo rất là ít chất béo. Gạo này có bao bì đóng rất là đẹp luôn và thông tin chi tiết ghi cũng rất là đầy đủ. Có trụ sở chính là ở An Giang nè. Ừ. Còn mấy kia là sản xuất Long An. Văn phòng đại diện là ở quận 2. Trời ơi, gạo nó ép cứng ngắc luôn nè, ép chân không. Này đâu có vô phải không? Ở xé cái bình gạo ra luôn. Xé luôn. Lên xé cái bình gạo gọi cho chụp trên cái gửi cho ba. Tôi gạo gì đó ăn chết. Cơ sở An Giang. Giờ mình sẽ mở thử ở bên trong xem thế nào nhé. Trạm y tế. Trạm y tế. Kỹ ghê luôn mà. Còn cái bả nó để đổ gạo gì đó. Rồi chụp cái miếng gạo. Wow, gạo nó ép chân không rất là chặt luôn. Gạo nó có màu vàng rất là đẹp. Thì giống như gạo nếp nè. À, như giống giống với cái cốm mình hay ăn nè, ông nội ơi. Rất là cứng. Em mới là cứng. Nè, An Giang tôi hùng nè. Bây giờ Trung Quốc á, nó không có mua hàng Việt Nam mình. Củ cải với khoai tây ngoài ngoài Đà Lạt á, đổ cho chó cho heo ăn. Ngoài Đà Lạt của Trung Quốc á, hả? Ngoài Đà Lạt của Trung Quốc á, chỉ có buổi sáng là của mình Đà Lạt thôi. Ủa quá, nó cho heo ăn luôn á. Diễm Hưng của Long An, cũng có sản xuất, cũng có Diễm Hưng của Long An nè, sản xuất nè. Còn ông Đình ấy, ông Bình Lan Ký luôn. Có sản hướng dẫn nè. Hướng dẫn nè. À, loại tốt cho người tiểu đường thừa cân béo phì nè, theo cân béo phì uống được nè thân. Ăn béo phì cũng béo phì nữa. Béo phì. Mày thấy đường đậm đây. Trời, con thấy cái bà ngoại ăn gì được không? Bà mua cơm đậu đức ngày xưa bà ăn cơm cháy không vậy? Ổn định đường huyết và cân bằng huyết áp, giúp kiểm huyết luôn, giúp kiểm soát mỡ máu và ngừa sơ vữa mạch máu, phòng ngừa táo bón và đầy hơi, tốt cho hệ tiêu hóa nè, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì ăn thử đi cho biết. Ăn thùng thùng thì có biết rồi. Chú mày này nấu cái nhau mới cháu hướng dẫn nấu không? Hả? Đưa đó hướng dẫn nấu không chị Dung? Mấy người không? Công nhân làm ăn hay ha. Gửi màu ha. Màu quá ha. Lấy được cơm điện thì chua được cơm điện này nấu. Bây giờ cơm mày nấu mau hơn là cơm kia. Lâu có vô á? Đổ vô. Cái này gạo này thì không có vô, gạo này mình bỏ vô mình nấu luôn rồi chứ không có vô. Đổ nước vô nấu, tại này nó sạch rồi thì. Sạch rồi. Mày có gạo đưa anh ba mày gửi cái mạng cái dưới địa chỉ cái hộp gạo á, coi sản xuất ở đâu anh ba. Bây giờ mình sẽ cắt ra mình nấu thử ha. Gạo này đây. Đưa gạo. Gạo cái công ty An Giang. Này mình nấu thử. Bịch đó là khoảng 2.000 ra 6.000. Kim bánh ở quận 2 đó. 1 kg là 1 lít luôn mà. 1 kg lô là 4 lô rồi. Vậy là hơn 1 lít đúng không? Ừ. Để bạn biết liền liền nấu. Rồi. Gạo nó màu hơi vàng vàng. Gạo này ngon ngon bóc. Ừ, có bà hai ăn nổi à. Vàng hè á. Ngon quá ha. Rồi. Không biết sao gạo này vàng dữ vậy. Đổ nước vào đi.
Chợ này thì các bạn khỏi cần giò nha, các bạn cứ bỏ vào nồi, các bạn đổ nước và các bạn nấu thôi, không cần giò hết. Gạo này rất là sạch. Biết nấu rồi nha. Cái gạo này chắc nấu đi. Sợ. Nấu thử đi. Chết mày. Cái này nó ngu lắm, đưa tiền nó mà nó không lấy. Quên lấy tiền má ơi. Nó lo lên đăng lên mạng rồi 750.000 rồi đi bay gì gặp gió đó. Rồi đi qua lấy tiền đi. Bữa nay nấu cơm gạo lứt đó, muối mè đó, chị tiểu đường đó. Gạo gạo chị tiểu đường. Đúng mẹ ăn không nổi chứ. Gạo này có chất ngọt mày nha. Chất ba. Chất ngọt chất béo nha, có để vô đó. À, lát nữa chín là mình sẽ múc ra thử cho các bạn xem. Một tháng mà có 600.000 đầy đủ mẹ. Thường là bị các chị các chứng bệnh. Nghe chán bệnh. Đây là gạo chúng ta nấu xong nha. Đó, thì nó nở như cái này tùy thuộc các bạn bỏ nước ít nhiều thôi. À, nước nhiều thì nó nở ra nhiều. Và gạo này rất là thơm luôn á. Thơm cực kỳ là dễ chịu luôn. Ăn cũng rất là dễ ăn luôn. Này không có tiền ăn thôi chứ có tiền mua cái này ăn được tốt. Vì cái này gạo cho người tiểu đường, nhưng mình không biết là người bình thường ăn có bị tụt đường không. Và nói chung là người béo phì rồi ăn rất là tốt. Và phần review của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn nào có quan tâm đến cái sản phẩm gạo mầm Vega3 này thì mình có để link ở phần mô tả. Các bạn có thể click vào đó xem tham khảo và quyết định có nên mua hay không nhé. Thì cái loại mình review là cái loại dành cho người tiểu đường, thì nó có rất là nhiều loại khác nữa. Như đây mình các bạn có thể thấy là gạo mầm Vega3 tỏi đen và mầm gạo mầm Vega3 nghệ thì nó có rất nhiều loại. Các bạn vào link và các bạn xem từng loại để tham khảo và cũng như để xem cái loại nào thích hợp với mình nhất thì để các bạn mua sử dụng nha. Rồi phần video của mình đến là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.